Kim Loan xin chào anh chị và các bạn ạ. Hôm nay là ngày 12 tháng 2 ạ. Về một cái là hết hết một tuần ha anh chị. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, em lên ba clip, chắc là khoảng ba clip. Clip đầu này là một số rổ giá đồ bếp ha anh chị. Mã em lên hôm nay là mã B ạ. Đối với đồ bếp, đồ nghề á, thì bây giờ chắc phải đơn 400, em chuyển khoản mới bao ship anh chị. Đơn 400 đối với đồ bếp em chuyển khoản bao ship nha. Còn 300 chuyển khoản bao ship là đối với dao. Tại dao nó nhẹ. Bây giờ cái ship mà không thu hộ nó cũng tầm 20.000 một đơn á. Cho nên đơn 300 mà free ship nhiều hồi không có lời. Còn ship code thì vẫn bình thường 30.000 một đơn ạ. Mã em lên hôm nay là mã B1. Cái này nó kêu mà. Này không biết điều chỉnh sao. Không biết điều chỉnh sao nó về số 0 á. Chứ phải tháo pin nó mới về số 0. Để nó chạy tới hồi nó kêu tiếp. B1 150, cái này là còn mới anh chị, cái này còn mới trong bọc, cái chân nó chưa lắp vô luôn, có 4 cái chân, 1 cái chân trên và 3 cái chân dưới, có tem ha anh chị, còn mới cái này 150, ngang của nó là 24 cm. Gấp ra gấp vô được. B1 150. B2 80.000. Cái này mở ra mở vô dễ hơn. Cái này là của thương hiệu IKEA. Thương hiệu này là do của Trung Quốc gia công ha anh chị. Thương hiệu này thương hiệu của nước nào bên châu Âu á. Trung Quốc gia công. Cái này vỉ này thì đã qua sử dụng, nó còn hơi bẩn bẩn xíu anh chị. 80.000 ạ. Cái này thỉnh thoảng mở to quá, gấp vô nó hơi cắn cắn nhẹ, nhưng mà chỉnh lại là ok ha. 80. B3 100.000. Cái bộ đông thể tích, để bộ đông dung tích có 3 cái như thế này. Có cái 1 cấp 1/2 và 1/4 để đo đồ dụng cụ nấu ăn ạ. Này của Korea, Amcon Korea. B4, cái đồng hồ bấm hiện giờ nấu ăn. Cái này anh chị, nó hiện giờ hết giờ thì nó kêu, nhưng mà em không biết làm sao để nó về số 0, tại em chỉnh nó số hơi xa. Cái này là Made in China ha, hàng Trung Quốc xuất, hàng Trung Quốc xuất Nhật. Cái này vặn ra ha, dùng đồ vặn ra, dùng tay không được. Cái này dùng đây nè, vặn ra có pin pin. Để em tắt nguồn xem thử nó về số 0 rồi nè. Về số 0 là mình bấm giây. Đây là số giây, còn đây số phút. Bấm rồi nó chạy. Cái này 120. Để hẹn giờ nấu ăn. B5 90.000. Cái này thì anh chị dùng để đựng. Cái này chắc là hàng chưa qua sử dụng luôn anh chị. Còn khá mới và đẹp. Nó ở giữa nó là một cái đồ thủy tinh, còn bên này là đồ kiểu kim loại mạ vàng. Cái này anh chị có thể dùng để gạt tàn thuốc, hoặc là mình đựng. Cái này chưa qua sử dụng cho nên còn sạch sẽ, mình đựng đồ ăn đồ cũng được, mà kẹo để bàn hoặc là bánh gì đó, mứt gì đó. B5, B6, cái này vẫn là gạt tàn thuốc em hay bán ha. 10.000, cái này em có nhiều, anh chị nào cần mua nhiều để trong tiệm thì em bán cho ha. 10.000 là giá sale rồi anh chị.
không lời cái hàng này ha. Cái này nó có cái phần thế này nè anh chị, mình có thể chồng lên nhiều cái với nhau ha. Hàng này là hàng inox Nhật 18-8 stainless. Nó có cái giờ mà nó lưu lại anh chị, xong rồi mình tắt nó lại hiện lên cái giờ đó nữa. Mà muốn tắt luôn thì phải chỉnh phía đây, phải muốn tắt luôn thì phải chỉnh phía sau, hoặc là chỉnh chỗ nào đó em cũng chưa khám phá ra được nữa. Không lẽ tắt luôn là mình phải bên này start stop, bấm để lâu thôi, để lâu nó cũng không chịu nữa. Để lâu nó đứng yên. Rồi em không biết cách sử dụng ha. Nó lên hơi xa mà nó lưu lại nữa anh chị. Còn muốn nó tắt về số 0 em phải tháo pin thôi. B17 150, cái này bằng bạc. 150 bằng bạc gạt tàn thuốc này của Barcelona. Đội bóng đá ha anh chị. Kim loại mà bạc ạ, gạt tàn thuốc. B8 30.000. Cái này cũng là đồ inox, này còn tem ha. Hàng mới mà nó bị bám hơi bẩn xíu anh chị. Này là hàng mới còn tem. 30.000. B9 50.000. Cái đồ đông dung tích, thương hiệu dập chìm luôn, có dung tích ở trong cái ly. 50.000 cái này. Made in Japan. Cái bình để rót gia vị nước sốt còn hơi bẩn xíu hơn chị. Dập chìm phía sau thương hiệu. 70.000 cái bình nhỏ. B11 60.000 cái ly nhỏ. Ly này thì nó có nhiều thương hiệu, với nó có cái ly nhỏ, ly lớn ha, khác nhau. 6 cái 60.000 ạ. Ly rất là nhỏ ha anh chị, trong lòng bàn tay em thôi ạ. B12 130.000. Cái này em đoán nha, chứ em không biết chắc công dụng của nó. 130, ngang là 9, dài là 65, cao là 10 cm. Cái này khi mình nhà mình có giá có đồ á, mình để lên, mình rửa ly thì mình kéo cái này ra và ấp cái ly vào ha. Còn khi xong cắt ly vào tủ. Trời ơi nó kẹt cái tay đâu. Cẩn thận không mà kẹt như em. Khi xong rồi mình cất ly vào tủ thì mình cất gọn cái này vào ha anh chị. Trời ơi đau. Cái này cái ốc cao su này vặn ra vặn vô được, vặn được. Cái này nó bị rớt mất một cái ốc, ba cái. 130. Em có hai cái giống vậy ha, cái này và cái nữa. B12 B13 60.000 ạ. B13 là cái giỏ. Giỏ này có cái chân, cái rổ inox luôn ạ, có cái chân và có cái quai ha. Ngang của nó là 17 ạ, sâu là 10 cm. B14. 14 150, ngang là 20, sâu là 10. Cái này mình có thể khi mình không sử dụng thì mình để nó bằng vậy mình cắt cũng được. Khi sử dụng thì mình đẩy cái này vào thì nó sẽ là một cái giỏ ha anh chị. Giỏ khá cứng cáp ha. Là một cái giỏ, ở dưới này nó có cái chân đế của nó nè. Có cái chân đế. 150. B15 ạ, 90.000. Ngang là 25 cm. Cái này như cái mẹt anh chị. Nó có hai cái chân để mình rửa, mình để lên ha. Đồ inox này rất là cứng chắc và sắc, sáng bóng. B16 80.000. Cái rổ inox ngang là 17, dọc đây là 12 cm. Cái này anh chị có thể để ở góc của cái bồn rửa chén, để thứ nhất là mình thích thì mình xài cái này để bỏ đồ. Thứ hai là có thể cái để cái góc
chỗ cái bể rửa chén mình để mình bỏ đồ ăn thừa vào ha. Nó lọc. Cái này 80.000. B17 cái này lớn hơn ạ. Dài là 19,5, ngang là 14,5. Cái này là 90.000. Lớn hơn hàng inox. Cái này em chỉ suy nghĩ ra được hai công dụng đó thôi. Cái chân cái này nó hơi xấu xíu. Hai công dụng đó thôi chứ cũng chưa biết có tới công dụng nào nữa. B19 100, ngang là 22, dọc là 22. Hai cái này nó cũng tương đối bằng nhau ha anh chị. Hai cái vỉ inox, cái vỉ này thì cái lỗ nó nhỏ. Với một cái vỉ này lỗ nó hơi to. Với nó có cái chân anh chị, nó có hai cái chân dưới ha. Hai cái này 100. B20 120. Dài của cái này là 36, ngang là 26 cm. Cái lớn nhất ha, còn mấy cái nhỏ nó nhỏ hơn. Cái nhỏ nó tầm nhỏ thôi. Tầm 25. 25 18. Là 18, nó có 3 cái anh chị. Thì nó cũng dày. Cái này chắc để nướng được nè. Để nướng được. Nó có cái đế cao cao đây nè. B18 70.000 ạ. Ngang là 26 cm. Cái này để chắn thức ăn khi mình chiên. Dùng làm cái nắp cũng được, chắn thức ăn khi mình chiên cũng được. Khi mình chiên xong mình dùng cái này mình gác cái đồ ăn lên trên này để nó róc dầu cũng được. Dùng cái này để chặn đồ khi mình chiên, mình chặn lại để mình róc dầu ra cũng được hơn chị. Đa năng 70.000. B21 ạ. Cái rổ vuông có chân. Cái phần này kéo ra được ạ. Dài là 27, ngang là 24 cm. Phần này cao su 220. Inox cũng tương đối cứng. B22, B23 giống nhau. Hai cái này giống nhau ha anh chị. Em giới thiệu một cái thôi. B22 là dài là 35, ngang là 26 ạ. Còn sâu của nó là 9 cm. Sâu 9 cm có cái phần chân cũng khá cứng. Phần chân cái này để nó hơi thấp ta, chỉnh nó cao lên xíu được ha, kéo nó lên xíu. Có cái phần chân, phần inox. Cái này rổ vuông 150, có hai cái. B24. Cái rổ dài là tới 40 ạ, dài 40, ngang là 36. Ngang trên đây là 36, ngang đây là 20, sâu là 14 cm. Cái rổ này giống như nó dùng để đãi anh chị, nó một bên to, một bên nhỏ. 200.000. Có phần chân đế. Hàng inox cũng ok. 200. B25 220. Dài là 57, ngang là 34, ở dưới là 20. Cái này lớn hơn ha. Sâu là 14 cm. 220 cái này. Cái này chắc hot rồi, cháy hàng. B26 150. Nó gồm một cái rổ inox. Cái inox này cái màu nó cũng mờ mờ nha anh chị. Màu mờ mờ. Với một cái chậu inox có dập chữ stainless phía sau. Inox dày thế này đó anh chị. 150, ngang là 22. Một cái ngang 22, một cái ngang là 23, đâu vành ngoài. B27 330. Nó gồm một cái rổ nhỏ này. Ngang là 19,5. Có chân đế vành chắc chắn. Cái rổ lớn này ngang là 22,5. Chân đế vành chắc chắn. Với một cái thau inox ngang là 24. Này inox sáng ha, inox sáng đẹp.
Cái này nó còn hơi bẩn tại vệ sinh chưa kỹ ha anh chị. Vệ sinh chưa được kỹ ha, còn hơi bẩn bẩn xíu. Inox rất là sáng. Bộ này 330. B28 ạ, 90.000. Bộ này thì mỏng nha. Ngang là 24,24, cái này ngang là 26 cm. Chung kiểu mà nó cũng là thuộc dạng mới á, nhưng mà nó hơi mỏng. Inox mỏng. B29 150, ngang là 21. Này ngang 21 cm. Còn cái này ngang 25 cm. B30 200. Hai cái phần này thì nó có dung tích. Hai cái này thì nó có dung tích ha. Cái nhỏ thì nó có vài vết bám rỉ anh chị. Ngang là 20. Đo bên ngoài, còn cái này ngang là 26. Thau inox lớn. Này hết 200, inox cũng dày. Dày dặn. B31 ngang là 20 cm. Cái này nó hơi xước nhưng mà inox cũng khá dày. Có dập chữ thương hiệu phía sau, thương hiệu CO.OP á. Cái này cũng vậy. Cái này thì vành ngoài nhìn khá mới hơn chị. Bên trong thì nó hơi xước nè. 220 hai cái, inox khá là dày nha. Inox dày dạ. B32 250 ạ. Cái này là ngang 23 cm. Cũng có dung tích. Còn cái này là ngang 26 cm. Cái thau này thì không có dung tích mà inox khá là dày. Còn mấy cái mờ này mình vệ sinh ra nha anh chị. Cái này mà em vệ sinh chưa được kỹ. Này vệ sinh kỹ là nó sạch hết. B33 340, nó có 3 cái. Cái nhỏ ngang là 19 cm. Inox sáng. Cái này ngang là 21 cm. Này chỗ này hơi cứng lên xíu nè. Phần đế nó đều sáng hơn bên trong. Với cái này ngang là 29. Cái thau này inox cũng sạch nha anh chị, nó đều có vài vết bám anh chưa vệ sinh kỹ nè. Có thương hiệu con đại bàng phía sau. Inox khá là dày. Dày nặng tay lắm nha. Rưỡi có 3 cái. Cái này ngang là 15 cm. Nhỏ. Cái này nó có chỗ treo. Ngang là 22 cm. Còn cái lớn này thì ngang của nó là 28 cm. Ngang 28 cm. Có vài vết bẩn ha anh chị. B35 240. Cái nhỏ ngang là 19 cm. Những cái này em bán theo bộ hết á. Ngang cái này lớn này là ngang 25 cm. Inox cứng ha. Còn cái lớn này ngang là 29 cm. Cái lớn là khá là đẹp. Lớn khá là đẹp ha. Cứng chắc đẹp. 240. B36 ạ, 240. Cái nhỏ ngang 20 cm. Cái vành này, cái này chắc chắn lắm. Ngang là 22 cm. Còn cái này ngang là 29 cm. Cứng cáp chắc chắn hơn chị. 240. B37. Cái nhỏ ngang là 16 cm. Inox cứng. Cái trung bình là ngang 25 cm. Này inox thì mềm hơn nè. Nhưng mà mấy cái này á,
nó làm cái đế đó, cho nên mình đựng đồ nó cũng chắc chắn hơn chị. Còn cái lớn thì dày hơn, inox cứng hơn, ngang là 34 cm ạ. Cái lớn rổ rất là to, ngang 34 cm. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại video sau ạ.